Thưa quý vị, tại kết luận giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ xử lý dứt điểm các dự án bất động sản, nhà ở xã hội gặp khó khăn, vướng mắc pháp lý, đình trệ do quá trình triển khai thực hiện kéo dài qua nhiều thời kỳ. Kết luận cũng chỉ rõ cần đánh giá đầy đủ lợi ích, chi phí và tính khả thi của phương án giải quyết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân doanh nghiệp, đồng thời giải phóng nguồn lực cho thị trường bất động sản. Riêng các dự án đã có kết luận về phương án tháo gỡ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đối với những dự án khác, đề nghị tiếp tục rà soát, phân loại và xây dựng phương án giải quyết, ban hành theo thẩm quyền cơ chế giải quyết phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét quyết định. Liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo thông tư quy định chi tiết về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị thửa đất chuẩn. Hiện nay quy định này chưa có và cần phải xây dựng để phù hợp với Luật Đất đai 2024, các văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu từ thực tiễn. Dự thảo được đánh giá sẽ có tác động trực tiếp tới công tác đất đai do đề cập tới nhiều nội dung như thu thập, tổng hợp thông tin về đặc tính thửa đất, xác định vùng giá trị, căn cứ lựa chọn thửa đất chuẩn, lập bảng tỷ lệ so sánh, rà soát kiểm tra hiệu chỉnh kết quả xác định giá của từng thửa đất cụ thể.